Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đã đến với cả trận đấu ngày hôm nay. Trên mình tại này thì đây chính là game thủ Terran màu đỏ, thành viên TY, đến từ team KT Roster. Vâng, còn đây là game thủ cô tốt của ông ta, anh Stock. Chúng ta thấy mặt Stock dạo này cũng ảnh nhầu lắm rồi. Được phấn son đủ thứ rồi mà ảnh vẫn hơi bị nhầu. Hoặc là có khả năng là do Stock mặt là không được hợp với cả phấn lắm, nên là nó đánh bao nhiêu nó cứ bay hết. Chúng ta thấy rằng hiện nay thì chúng ta đang ở trên map Habitation Station. Cái map đấu lần này thì nó có cái đặc điểm của cái map ấy, và tôi sẽ nói về đặc điểm của cái map. Mà các bạn thấy hiện nay anh TY anh đặt cho mình một cái teleport ở ngay phía trong góc để kiểm soát được cái vị trí ẩn của trên map của mình. Nó không hẳn là ẩn mà là cái vị trí nó rất là khuất tầm nhìn thôi các bạn. Vâng, các bạn nào chơi Terran mà đấu với cả Protoss là các bạn phải hết sức đề phòng cái vị trí này nhá, cái vị trí đấy. Win, vâng, win. Đây là vẽ Stock đã ủng hộ Stock. Tôi không biết tại sao lại 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 là con khủng long, nhưng mà nói chung là đấy, như kiểu là linh vật của Stock ấy, hình ảnh đại diện của Stock ấy. Các bạn thấy hiện nay thì Stock còn đang đặt xuống cho mình cái barrack rồi, còn ở bên kia thì TY nhầm, TY mới là người đặt xuống cái barrack, còn Stock thì đặt xuống cái gate cho mình. Chúng ta thấy rằng trên cái map đấu lần này thì cái đặc điểm là cả hai game thủ của ta đều xuất phát ở cái vị trí phía trên, và ở giữa là còn có thêm cả cái mỏ vàng nữa, và cho nên là các game thủ Protoss là rất là chăm chỉ trong việc là lên không quân, ví dụ o cờ là đưa thẳng sang mỏ của đối phương là rất nhanh đấy các bạn, vèo cái là nó sang nơi rồi. Nếu như các game thủ Terran mà không đề phòng trước o cờ là khả năng là không ra Marine sớm, khoảng tầm 5-6 con Marine ngay từ đầu sớm là rất dễ bị con o cờ là nó harass. O cờ tôi đã từng nhìn thấy nó chơi cả đến tận 6 con Marine rồi. Tất nhiên là 6 con Marine này nó bị lỗi trong pha micro một tí cho nên là nó bị bắt thôi, chứ còn bình thường thì o cờ chỉ chơi được khoảng tầm 4 con thôi. Nhưng mà tôi đã từng được cát trận mà bắt được đến tận 6 con Marine rồi. Còn thế hiện nay thì TY đã có được một con rồi, một con Marine ở đây rồi, nó đang cố gắng lùa được con Pop này. Bắt được không đây? Vâng, bắt được rồi, chắc chắn nó bắt được rồi. Cái hướng đi của Pop như kia chắc chắn nó bắt được rồi. Giờ thì con SCV này đã scan xong mỏ của game thủ Stock rồi. Chúng ta thấy rằng hiện nay Stock cũng mới chỉ đặt xuống cho mình được cái Cybernetic Core mà thôi. Anh ấy đang ăn cho mình 2 ga, nhưng tổng cộng lại là 4 Pop ăn ga thay vì là 6 nữa bạn. Tôi thấy con Pop đã chạy ra góc rồi để chuẩn bị đặt một cái pylon ở góc rồi. Vâng, khả năng rất lớn là Stock cũng sẽ đặt xuống cho mình cái Stargate. Cái việc lợi thế trên map đấu lần này rất có lợi cho Stargate, mà nếu như bây giờ anh nghĩ mà không dùng Stargate thì công nhận là cũng hơi bị thò thật. Đây các bạn thấy đây, Stargate được đặt sắp sẽ chuẩn bị được đặt ở cái vị trí này. Cái vị trí này là một trong những cái vị trí nó khá là khuất, và chưa kể nó còn rất là gần mỏ của đối phương nữa. Hiện nay thì lượng ga thì tốt của chúng ta là gần sắp sửa đủ đủ 100 ga rồi. Hiện nay Protoss đã bắt đầu đưa con Pop ra ngoài và chuẩn bị đặt xuống mỏ 2 rồi. Cả hai game thủ của chúng ta đều expand. Ô, anh ấy không expand à, anh ấy lại đưa con Pop ra ngoài ạ. Định đi đâu đây? Cái gì đây? Vâng, cả một gia đình hình như sao nhỉ? Bố con kìa, cùng đi xem. Vâng, đây rồi, Stock đã đặt mỏ 2, nhưng lần này không phải đặt ở mỏ bình thường, anh đặt ở mỏ vàng thôi ạ. Vâng, quá vui. Anh đặt mỏ vàng luôn. Như vậy là anh ấy đang có ý đồ chiến thuật là muốn ăn mỏ sớm. Không để, anh sẽ không để cho đối phương có cơ hội ăn được cái mỏ của mình đâu. Tức là không để cho đối phương có cái cơ hội lợi thế về trong cái nền kinh tế. Như các bạn biết thì Terran có khả năng gọi ra cái con Mule. Vâng, đây là con Pop này, chuẩn bị này, Stargate này. Ô, lại là Gate à? Ô, Gate á? Ga nhiều kia mà lại đặt Gate á? Vâng, hai Gate nữa, ba Gate nữa này. Thật là lạ lùng thưa bạn, anh ý định 4 Gate à? Gate à? Cái map này mà lại ăn vâng 4 Gate rồi. Đây là một build rất lạ thưa bạn. Vâng, build này hơi bị lạ đối với tôi. Và thể hiện tất lần này Pop đã được kéo ra bên phía bên ngoài rồi, để tiến hành khai thác ở cái vị trí mỏ vàng rồi. Vâng, bắt đầu ăn mỏ vàng rồi. Trong khi đó hiện nay thì Terran của chúng ta còn đang chăm chăm chờ phòng ngự o cờ kìa. Đây tầm nhìn của anh TY đây, chưa phát hiện ra được Stock đã ăn mỏ vàng rồi. Stock đang chơi phải gọi là quá cứng luôn. Anh ấy quá tự tin khi mà đối đầu với cả TY. Nếu là các game thủ bình thường mà chúng ta đánh cả TY thế này là anh ấy ập vào mặt ngay rồi. Vâng, có chuyện gì đó thì liên quan đến mạng rồi. Máy của anh Caster đứng im.
English monitor looks fine, so I think this is actually just an issue with our observing PC only. Yeah, I'm actually still vẫn thấy chuột của các anh quay quay. Vâng, có vấn đề về máy của caster. Yeah, máy game thủ vẫn đang đánh nhỉ? Đúng rồi, à đây rồi, được rồi, bình thường rồi, chắc là chuyển sang máy khác. Vâng, các bạn có thể thấy hiện nay thì con Stalker đã có mặt ở phía bên này rồi. Stalk của chúng ta sắp sửa đẩy trong khoảng tầm 4 gate vào mỏ của đối phương rồi. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là ngay cả TY đã phải đặt cho mình 3 bunker rồi. Vâng, chắc anh ấy đã cảm nhận được cái gì đó bất thường trong chiến thuật của đối phương rồi. Vâng, hiện nay 2 sentry ở đây, 3 sentry ở đây rồi, thêm khá nhiều Stalker nữa, 4 sentry thì sẽ có khoảng tầm 4 phát Fogfield thôi bạn. Các bạn thấy hiện nay thì con Mavac này đang đi đâu đây, chuẩn bị, vâng, scan rồi, nhìn thấy đối phương không có quân đội ở phía bên trong main bay rồi. Vâng, bây giờ quân đội đi lên, hôi xong rồi, hai con, ui đâu mại, đây rồi, rồi xong rồi, mất hai con Stalker rồi, bây giờ Fogfield rồi, bây giờ đang, phố tổ chúng ta đang cố gắng để mà đập cái bunker này, đập xong một bunker rồi, bunker thứ hai này. Bunker thứ hai rồi, ở phía bên trong thì tăng của TY đã ra, chuẩn bị đi ra ngoài để cố gắng hỗ trợ phòng ngự. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là con tăng này nó nên đứng thẳng ở phía trên ram bắn xuống thôi, chứ đừng có đi xuống. Vâng, nó đứng ở ngay vị trí dưới giữa rốc luôn, giữa cái dốc luôn, thì con này vẻ không ổn lắm đâu bạn. Vâng, hiện nay đã có một pha drop ở vị trí bên main bay của Protoss rồi, tuy nhiên là lại có drop con Helion mà nó lại còn đứng ở cái vị trí đang đi xịt pylon. Helion thì không phải unit được sử dụng để mà đi xịt pylon thưa bạn. Con thấy ở bên trong này Protoss đã có Stalker, có Jersey Lord để mà đứng chờ phòng ngự rồi. Vâng, quân đội của Terra bắt đầu mua ra ngoài, quân đội mua ra ngoài rồi. Vâng, Protoss bắt đầu đẩy cho mình Zilot lên, ui giời, Widowmine. Vâng, hai con Widowmine bắn chết hai con Zilot rồi. Vâng, quân đội của Protoss bắt đầu di chuyển vào. Vâng, sentry đã bị phá, bây giờ là Stalker sao đây. Vâng, Stalker, vâng, xã xong rồi, con tăng rồi, mất con tăng là mất một cái khả năng phòng ngự rất lớn của game thủ TY rồi. Vâng, tất cả SCV được đưa ra để giúp cho anh ấy phòng ngự rồi. Chúng ta nhìn thấy Stalker đây này, anh đang mic 3, Mico 3 con, vâng, 3 con Stalker mất hết rồi. Thôi xong rồi. Nhưng mà dù sao thì hiện nay thì anh ấy cũng đã gây được khá khó khăn cho game thủ TY rồi. Tuy nhiên mặc dù lợi thế về nền kinh tế và lẫn quân sự thì bố tốt của chúng ta vẫn vượt trội hơn so với cả TY một chút. Vâng, các bạn thấy hiện nay số lượng nông dân của Stock đang là khoảng tầm 39, trong khi đó thì TY chỉ có khoảng tầm 29 thôi. Chênh lệch hiện nay đã lên đến con số 11 nông dân rồi. Chưa kể là army supply chênh lệch nhau đến khoảng tầm 8 farm các bạn. Vâng, hai con Widowmine xong rồi. Giờ là bắt đầu lao lên và phá băng cơ không. Vâng, phá được băng cơ không? Không được rồi. Không có sentry này không thể là phá được băng cơ rồi. Ở phía sau vẫn còn đang tăng đứng kìa. Vâng, bây giờ tất cả SCV rút về vị trí phía sau. Vâng, biết được rằng là TY biết rằng là mình đã phòng ngự thành công rồi, anh ấy cũng rút hết SCV về để giảm bớt cái thiệt hại rồi. Vâng, một pha scan của TY không nhìn thấy bất kỳ một cái gì đó bên trong bên bay mỏ thứ hai của đối phương cả. Anh ấy ngờ ngợ rằng đối phương hit được nickband rồi. Ok, sao có một con bốp đứng đây này. Con này láo nhỉ. Con này ám đứng ở đấy mới kinh nhá. Hải cát tôi quên. Hải rồi. Banshees are on the way here. Truyền thông xong nhá. There's a very important scan by TY at the natural just to make sure that Stork wasn't expanding behind this, so TY can rest a little bit. Các bạn có thể thấy hiện nay thì game thủ TY bắt đầu đưa cho mình 3 con Marine đi. Vâng, chuẩn bị drop ở vị trí mỏ vàng này. Vâng, không được rồi, đã có Canon đây, đã có Zero Stalker có mặt đây rồi. Tất cả quân đội này đưa về phía bên trong bên bay của phương thêm một lần nữa. Vâng, hai Stalker đã được warp ra ở đây. Chuẩn bị bắt con này đi. Hiện nay tôi nhìn thấy Thoa La Cao Sổ đang nhấp nháy, không biết là có định nâng cấp. Vâng, anh ấy đang. Hiện nay thì là thời điểm mà Stock lại đang nâng cấp chạc ạ. Hiện nay Banshee đã sang nơi. Vâng, Banshee đang bắt đầu harass đây, nhưng rất tiếc là đã có một Canon rồi. Vâng, Canon welcome điều này. Canon Potom Canon rất là welcome Banshee vào đây. Các bạn thấy hiện nay thì TY đã bắt đầu tiến hành khai thác mỏ thứ ba cho mình rồi, anh ấy bắt đầu đặt xuống. Vâng, đây mới là gọi là bắt đầu đặt xuống rồi, chứ không phải là khai thác. Đặt xuống mỏ 3 ở ngay vị trí mỏ 3 luôn. Tại sao anh ấy không ăn mỏ vàng nhỉ? Tôi thấy rất lạ, tại sao Iran không ăn luôn mỏ vàng đấy, đặt cho mình con center ở phía bên trong bên bay cho nó bay ra ăn mỏ vàng có phải gần hơn không? Ăn mỏ thường ấy thì cứ chắc là đã giúp cho anh TY có thể là bắt kịp nền kinh tế của đối phương được. Và hiện nay chúng ta thấy rằng quân đội, ôi giời. À được rồi. Này server thích nó bị sao ấy. Thích nó bị sao thưa các bạn. Đâu nó có bị thế. À, rồi. Và chúng ta thấy rằng hiện nay quân đội của Stalker đã quay trở về để phòng ngự thành công rồi. Tuy nhiên hiện nay thì bố tôi chúng ta sắp phải hoàn thành xong nâng cấp trạc và còn nâng cấp thêm cả cộng 2 giáp nữa. Tôi thấy hai con Banshee đang lượn lờ chuẩn bị tấn công vị trí mỏ thứ 3, nhưng vị trí mỏ thứ 3 của tôi hiện nay đã có Canon rồi. Vâng, một pha drop cái gì đó. Vâng, không, hình như vâng, đây rồi. Đây rồi, hai con Banshee đang loanh quanh ở đây này, nhưng tuy nhiên tầm này thì vẫn là
phân tâm Canon vẫn phát hiện ra được, con hai con Banshee thôi. Banshee đang cố gắng phá cái pylon ở đây. Hiện nay Photon ta thì không có unit nào có đủ khả năng này để bắt được. Vâng, đây là Observer rồi. Có Observer rồi, bây giờ chỉ cần Stalker lao lên thôi. Tuy nhiên hiện nay Stalker không có blink thưa bạn. Zilord cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng mà rất tiếc là Zilord thì không có khả năng đối không. Hiện nay Photon ta không biết là đang để Stalker ở đâu, tôi cũng chưa biết nữa. Hiện nay Photon bắt đầu đưa cho mình warp bây giờ ở phía bên trong main bay của đối phương, chuẩn bị drop rồi, chuẩn bị một đợt warp. Vâng, đây rồi, drop rồi, drop thẳng 4 giờ xuống dưới. Có warp thêm không? Không warp thêm thưa bạn. Vâng, có lẽ cũng chỉ cần 4 con này thôi là đủ rồi. Cũng đủ gây khó khăn cho game thủ TY của chúng ta rồi. Chúng ta hiện nay thì Photon ta đã hoàn thành xong rồi, đứng nâng cấp trạc. Vâng, anh ấy vẫn còn Zilord ở đây thưa bạn. Vâng, anh ấy đã nhấc Zilord ra ngoài rồi. Chắc là thấy quân đội Marine vào nên anh ấy nhấc Zilord ra ngoài rồi. Hiện nay Banshee có vẻ là cũng harass khá nhiệt tình rồi. Chúng ta hiện nay thì cái khoảng cách về về nông dân tôi thấy là nó vẫn là mười mấy. Đây cậu thấy desktop thì xử lý tận 21 con SCV, nhưng đó thì TY mới làm được có làm thịt được có 15 con thôi. Vâng, mới thịt được có 15 con nông dân của đối phương thôi, có vẻ là vẫn hơi ít. Tôi thấy là hiện nay thì Poto đã hoàn thành xong được nâng cái nhà Templakai rồi, và anh ấy chuẩn bị lên cho mình nâng cấp Storm thôi. Trong PVT thì nâng cấp Storm là rất quan trọng luôn. Không có Storm là rất là bất lợi. Đây, Poto cũng đã khai thác rất nhiệt tình ở cái vị trí mỏ thứ hai của mình rồi. Đây thì tăng tiếc đang cắm đầy, vâng thưa bạn, cắm đầy luôn. Đầy nhà luôn. Tiền tăng này toàn cắm ở phía ngoài. Và hai cái Banshee lại vào bên trong harass tiếp. Tại sao anh Poto anh không đặt cho mình thêm pylon với cả thêm hai cái canon nữa đi nhỉ? Đặt cho thoải mái, nhiệt tình đi. Vâng, bây giờ thì Banshee lại đi ra ngoài. Tôi thấy rằng hiện nay thì Poto Canon sắp phải được bật ở cả hai mỏ đi mà. Canon cũng cắm đầy rồi. Nay thì chúng thấy rằng là Stock thì đang nâng cấp Storm cộng một tấn công nữa. Tuy nhiên anh ấy vẫn chưa bắt đầu nâng cấp Blink Stalker cho mình. Và tôi thấy rất lạ tại sao lại đối đầu với cả Banshee Clock mà lại không lên Blink Stalker nhỉ? Có lẽ là anh ấy đang muốn chuẩn bị một cái timing attack nào đó chăng? Zilord đang đi vòng đi đâu đây? Chắc là đi check mỏ. Warp Wizard lại quay lại thêm một lần nữa rồi. Đã chuẩn bị drop thẳng vào phía bên trong đây. Hiện nay Terran đã vừa này xong được nâng cấp Combat Shield rồi. Nâng cấp Storm cũng sắp sửa hoàn thành xong nữa. Poto đang lên cho mình Immortal để chuẩn bị đối đầu với cả Tăng và Mauder của đối phương. Vâng, quân đội Terran đúng lúc thời điểm đang di chuyển ra ngoài mới chết. Con này có vẻ hơi mệt rồi. Terran đã di chuyển ra vị trí giữa map rồi. Hai con Mavac thì lại vòng ra ngoài. Warp Wizard đúng lúc này nó đi vào. Ủa không được rồi, Warp Wizard nhìn thấy được cái ấy ở đây rồi. Ôi giời, vâng, Zilord chạc thẳng vào trong luôn. Bắt đầu ngồi chém luôn cái băng cơ luôn. SCV không được đưa ra để repair. Vâng, bây giờ mới được đưa ra để repair, không biết có kịp không đây. Vâng, hiện nay thì Zilord cũng đã giảm xuống khá nhiều rồi. Chắc là sẽ phòng ngự được cái băng cơ đó thôi. Nên bây giờ hiện nay quân đội Poto đã có mặt ở vị trí phía gần mỏ 3 rồi. Warp Wizard đã thoát ra được phía bên ngoài, và bây giờ Warp Wizard cần phải tập trung quân đội ra vị trí mỏ 3 để warp quân ngay bây giờ thưa bạn. Tôi nhìn thấy Banshee đang harass ở bên này đang cố gắng phá cái Cybernetic Core này. Mất Cybernetic Core, Poto ra sẽ không thể nào warp thêm ra Stalker với cả Essentry nữa. Sẽ rất nguy hiểm nếu như mất cái Cybernetic Core này. Có lẽ Poto nên đặt lại cái Cybernetic Core ở vị trí khác thuận lợi hơn. Chúng thấy hiện nay quân ôi HT ôi rồi thì xong rồi, HT đi lẻ thế này chết rồi. Vâng, hiện nay đã phải nhập lại thành A trông để bảo toàn lực lượng rồi. Hiện nay thì Cybernetic Core mất rồi. Vâng, thôi xong, mất Cybernetic Core rồi. Không biết Stock có đặt lại Cybernetic Core ở vị trí khác không nữa. Chúng thấy thành này quân đội Poto đang lao vào rồi. A trông đứng ở vị trí phía trên này. Vâng, rất hổ báo lao lên từ bạn. Zilord chạc đứng đi di chuyển ở vị trí phía sau. Vâng, bắt đầu lao rồi. Widowmine. Ui Storm rồi. Vâng, sau khi phát hiện ra quả rocket bắn từ đầu phát là ngay tức HT Storm thẳng vào cái đội trí luôn. Vâng, một phát luôn. Một phát nữa chết luôn cái con Widowmine ở đang độn thổ ở phía dưới rồi. Rồi quân đội của Poto đang gì? Vâng, một đợt warp với rất nhiều Zilord các bạn. Quá nhiều Zilord đang ở phía bên trong main bay của Terran này. Thôi xong rồi, quả này thì TY xác định rồi. Hiện nay TY đã di chuyển quân ở một cái vị trí khá là đẹp, có thể nói là lợi dụng cái vị trí nhỏ bé đó để dồn quân của Poto lại. Tuy nhiên hiện nay vấn đề nằm chỗ ở cái gốt, nhà gốt Academy của TY đang bị chém. Vâng, các bạn thấy Zilord chém quá nhiệt tình. Rất may là có thêm cả SCV đứng phía sau để repair. Poto ta lại warp. Ôi rồi ôi, một đợt warp nữa. Quá nhiều Zilord thưa bạn. Vâng, Zilord tràn lan ở phía bên trong main bay của đối phương. Đây không biết là mỏ của Terran hay là mỏ của Poto nữa mà sao lại nhiều Zilord này. Zilord lao ra. Vâng, tôi nhìn thấy Ghost nó còn EMP rồi ở phía bên trong này. Vâng, Zilord đã chém xong được băng cơ rồi. Bây giờ vấn đề là gì đây? Tôi nghĩ rằng là cái Ghost Academy cần phải tập trung phá nó sớm đi, chứ bây giờ mà để Ghost nhà Ghost Academy nó còn tồn tại rất nguy hiểm. Hiện nay Poto ta đã ăn xong được cái vị trí mỏ vàng rồi. Poto đang định ăn mỏ thứ tư ở vị trí con bom này, nhưng mà đã có hai con Banshee ở đây rồi. Có lẽ Poto sẽ cần phải đặt cho mình nhà Stargate để có thể lên được
Phoenix để counter lại mấy con này thôi, chứ để nó pha nó hoành hành cái nãy giờ là rất là bực mình rồi đấy. Chúng ta thấy hiện nay thì cái khoảng cách về số lượng nông dân đã không còn quá lớn như trước nữa rồi. Hiện nay Terran của ta đã có 64, trong khi đó là Potok đã có chỉ còn có 67 thôi. Chênh lệch bây giờ đang là 3 con nông dân. Hiện nay hai Templar đây, hai Templar lao ra storm không, vâng không cần storm luôn. Observer đâu, không có Observer để bắt được con Banshee này. Nhưng dù sao Banshee này nó cũng chấm máu rồi, chắc là nó cũng sắp chết rồi. Hôm nay thì Terran lại tiếp tục khai thác tiếp ở cái vị trí mỏ 3 sau pha tấn công vừa rồi của Protoss. Có lẽ Protoss của chúng ta cũng đã biết điểm dừng khi mà liên tục gây CS cho mảng cho đối phương, nhưng mà TY đã phòng ngự quá chắc chắn như vậy. Có thể nói rằng là một bức tường đồng vách sắt. Những pha tấn công liên tục như vậy của Protoss mà không khiến cho TY tổn thất gì đó nặng nề cho lắm. Cho nên bây giờ thì Protoss phải rút trở về để ăn tiếp mỏ thứ tư rồi. Nếu không thì anh ấy sẽ xa lầy vào trong cái cuộc chiến này và sẽ chết khi mà nền kinh tế bị khủng hoảng, thưa bạn. Và chúng ta thấy rằng hiện nay thì quân đội của có một con Marine kìa. Quân đội của Protoss hiện nay đang di chuyển ở phía dưới này. Terran thì lại với di chuyển ra Senga Tower. Có vẻ là đã rút về phía sau chuẩn bị phòng ngự rồi. Chắc là cũng biết rằng Protoss chuẩn bị tấn công vào. Vâng, mấy con Mavac. Tôi thấy hiện nay số lượng Mavac khá đông đấy. Hiện nay Protoss của ta mới có cộng 1 tấn công, trong khi đó đã có cộng 3 giáp rồi. Có vẻ là nâng cấp hơi bị lệch một tí. Tuy nhiên Terran thì hiện nay có gần như kiểu là dừng việc nâng cấp lại ạ. Nâng cấp có 2. Hiện nay đang bắt đầu Terran mới bắt đầu nâng cấp cộng 2 giáp và cộng 3 tấn công thôi. Hiện nay Terran đang có khoảng tầm 5 con gốt đấy. Úi giời, một pha storm. Vâng, Marine rất nhanh đã rút trở về vị trí sau rồi. Trông Stalker đang lao lên đây. Không, đã rút trở về. Vâng, Protoss liên tục thay đổi hướng đi. Không biết là nên điền nào nữa. Hiện nay hai con Mavac đang chuẩn bị drop ở vị trí hướng 7 giờ. Quân đội vâng mà. Úi giời, vâng, con ai trông. Không biết là nó đang định điền nào nữa. Stalker này không biết có Blink chưa. Blink lên và bắt luôn Mavac thôi. Terran đang có một cái bẫy Will Mai đứng chờ từ nãy giờ. Vâng, đây rồi, quân đội của Protoss. Ôi giời, Protoss cần phải wow quân ra. Gì đâu. Úi giời, toàn hai Templar này ra đây làm gì đây? Feedback à. Vâng, feedback rồi. Recon rồi. Protoss đã recon quân đội của mình trở về để có thể là phòng ngự đối phòng này. Không được rồi, vẫn mất mỏ như bình thường thưa bạn. Vâng, chúng ta thấy những pha drop của quân đội của Terran rất khó chịu thưa bạn. Chỉ cần vài con Mauder thôi, nó steam lên pha là coi như là đập nhà rất nhanh. Và đây chính là cái đặc điểm và cũng như là cái lợi thế của Terran. Tôi nghĩ rằng là Terran khi mà thi đấu với Protoss cần phải tập trung ưu tiên và bị đập mỏ trước, chứ đừng quá xa lầy vào cái việc là cần phải chiến thắng trong cái combat. Protoss là một cái chủng tộc mà quân đội nó rất là cứng. Đồng ý là nó làn nó rất cứng, nhưng bù lại thì nó lại rất là đắt tiền thưa bạn. Nó với cái việc mà nó đắt tiền như vậy thì bây giờ nếu như mà chúng ta chỉ cần rỉa dần đến khi mà nền kinh tế của đối phương mà gần hết thì đối phương tự chết thôi. Úi giời, EMP thành công rồi. Vâng, hiện nay tất cả hai Templar dính hết phát EMP vừa rồi. Quả này hơi khó cho stop đây. Tuy quân đội của TY hiện nay sẽ làm nào đây. Hiện nay TY của ta có khoảng tầm 123 army supply. Protoss ít hơn một chút. Nhưng mà đối với cả Protoss thì chuyện này cũng hết sức bình thường thôi. Protoss vẫn còn farm để warp ra. Anh ấy vẫn còn khoảng tầm 13 farm để có thể là warp ra quân đội cho mình. 13 farm thì tôi nghĩ chắc là nó rơi vào khoảng tầm 6 con gì lọt. Này, Protoss đang bắt đầu đảo sang sử dụng cô lô rồi. Vào thời điểm này mà anh ấy mới bắt đầu lên cô lô thì tôi thấy là có vẻ hơi bị muộn một tí. Đáng lẽ thời điểm này là anh ấy phải đảo tech từ lâu rồi cơ. Khi mà đối phương có gốt là anh ấy đã phải đảo tech rồi. Có khi lại có khi còn phải đảo tech trước nữa cơ. Một thanh niên lên văn lọt rất hổ báo la thẳng vào mỏ 3 của đối phương. Và hiện nay thì 3 Mavac ở đây chuẩn bị drop thẳng vào phía bên trong main bay của Protoss chăng. Vâng, chắc chắn đây chính là mỏ thế lần này rồi. Vâng, ta vâng đã phát hiện ra anh ấy warp rất nhiều hai Templar vào phía bên trong này. Feedback rồi, feedback 2 phát rồi. Vâng, Mavac hết sạch energy rồi. Giờ thì quân đội của anh ấy di chuyển ra bên ngoài. Vâng, mỏ vàng này nói chung là cũng chỉ còn có tí ga thôi. Protoss chắc là cũng không cần mỏ lắm. Bạn thấy rằng hiện nay thì vâng, anh ấy bỏ mỏ rồi, anh chả có ý định cứu cái mỏ đâu ạ. Anh ấy đang lục đục kéo quân đi, nhưng có vẻ đạo quân này đang di chuyển có vẻ không được đẹp cho lắm. Vâng, lao rồi, quân đội của Terran có mặt ở vị trí bên này, Zilot lao và chắc rồi, không được, Protoss đã rút hết quân của mình trở về. Anh ấy đang warp quân ở vị trí sau này, vâng, warp quân ra, không được rồi, vẫn mất mỏ như thường thưa bạn. Terran bắn phá nhà rất nhanh, không hề đơn giản những pha drop như vậy, chỉ cần khoảng tầm 2 Mavac thôi, nhưng mà chỉ cần lơ là phòng ngự một phát coi như là mất luôn. Vâng, Terran của ta đang bị một pha kẹp trả đây thưa bạn. Vâng, feedback rồi, lao quân đội lao vào, quân đội của Protoss lao vào ở giữa này. Ghost hiện nay có vẻ đang bị diệt chạc và vâng chạc chém rất nhanh thưa bạn.
Đây các bạn thấy đấy, pha đi quân hơi lỗi của anh TY, tuy nhiên bù lại anh đã bắt đầu drop thẳng vào phía bên trong bên bay của đối phương rồi. Bắt đầu giật, bắt đầu chạc vào bên trong để bắt đầu chém rồi. Tuy nhiên quân đội của Tehran steam lên bắn rất mạnh các bạn, mà có vẻ quân đội của tôi vẫn rất cứng và Zidot vẫn rất cứng thời điểm này khi mà đã có nâng cấp cộng 3 giáp rồi. Nhưng thấy hiện nay thì mỏ ở phía dưới này, mỏ thứ 4 của TY đang bị, à đâu đây là mỏ thứ 5 đã mất rồi. Này thì Mavac đang di chuyển ra phía mỏ 2. Một pha scan thấy quân đội của tôi cũng không có gì nhiều lắm. Đây HT đứng đây, vâng, chuẩn bị feedback. Của tôi chúng ta chỉ canh feedback thôi. Bây giờ thì ba mấy vác này di chuyển đến vị trí mỏ thứ 3. Của tôi đang phải lục đục kéo quân trở về. Tuy nhiên mỏ này, vâng, cái thời điểm này di chuyển có vẻ quá chậm ạ. Nếu như bây giờ không có Rico thì sẽ rất lâu. Vâng, Zilot lại di chuyển ra bên này rồi. Vâng, bây giờ thì sao đây? Chúng thấy rằng của tôi chúng ta vẫn còn đủ farm để có thể warp ra ở cả 4 mỏ cho mình cơ. Này, của tôi đã có nâng cấp cộng 3 giáp và cộng 2 tấn công rồi. 5 con 2 Templar không biết là đang được chia ra ở đâu nữa. Và chúng ta thấy rằng hiện nay thì hai con DT, vâng, hai con Dark Templar. Ôi rồi, bị scan rồi, thử xong rồi. Vâng, một pha, ôi giời, nó vẫn đi qua được cái vòng đấy, quá may cho con này. EMP, vâng, tuyệt lòi. Rồi, bây giờ chuyện gì bắt đầu xảy ra đây. Chúng ta thấy rằng hiện nay Porto đang tích quân ở vị trí góc phía dưới này, chuẩn bị cho pha phòng ngự trước cái đạn quân chính của Tehran ở vị trí giữa map ngay phía dưới kia. Pha drop đã diễn ra ở vị trí mỏ thứ 2 rồi, vâng, lại còn đứng ở phía trên này tỉa xuống mỏ thứ 3 nữa. Vâng, có vẻ hơi bị khó khăn cho Porto. Porto đang phải warp Zealot ra để vào phòng ngự. Vâng, bắt đầu lao vào chạc rồi. Thêm 6, vâng, 6 con Zealot ở vị trí góc này có vẻ chém rất cứng các bạn. Thì hiện nay Tehran đã rút lên trên Mavac và di chuyển ra ngoài rồi. Sau khi Porto của ta có nâng cấp cộng 3 tấn công, như Tehran hầu như tránh hoàn toàn những pha giao tranh như vậy. Chúng thấy hiện nay quân đội của Porto đứng ở đây đã có một con Colo rồi. Hiện nay với việc có Colo thì vâng, Observer nữa, thì như vậy là những pha tấn công ở vị trí góc này của Tehran không thành công đâu. Vâng, EMP 2 phát rồi. EMP 2 phát có vẻ chính xác rồi. Tôi thấy rằng là EMP trúng vào cái con Duck và cái con Achom kia. Vâng, EMP phát nữa rồi. Achom lao lên chết luôn. Vâng, Achom chỉ có 10 máu thôi. Nên là chết rất nhanh thôi các bạn. Bụp phát là chết luôn. Cần dính một khoảng tầm vài viên đạn phát là chết luôn, chứ còn không có chuyện lằng nhằng đâu. Tôi thấy hiện nay thì quân đội của Tehran chuẩn bị lại di chuyển ra phía bên trong bên bay rồi. Và tôi thấy rằng ba con Mavac này cứ lượn lờ từ nãy giờ. Phá phách thì phá phách đi, mà không thì thôi chứ. Bây giờ lại lao rồi. Lướt qua rồi, bắt đầu drop rồi. Mục tiêu bây giờ sẽ là những 3-2 canon này. Vâng, tập trung phá 2 canon đi. Sau mới bắt đầu có thể phá nexus được. Colo vào nơi rồi, Colo bao quét. Ôi giời, Tehran lao lên, steam lao lên để có thể bắt được quân đội. Vâng, bắt con Colo này. Thôi xong rồi, mất con Colo này sẽ là một thiệt hại khá cho stock của chúng ta. À, Colo rất tốn tiền các bạn, rất tốn tiền và rất tốn ga. Mặc dù rất hiệu quả nhưng mà vì khả năng phòng ngự thấp cho nên là nếu như mà không có mấy con Zealot đi phía trước để mà tăng đam làm bức tường phòng ngự thì Colo chết rất nhanh. Này thì chúng thấy rằng là Tehran mặc dù phát hiện ra đối phương có Colo, vâng, bây giờ anh em Tehran mới chỉ có khoảng tầm 5 con Viking mà thôi. Số lượng Viking đang gấp rút mua ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái tốc độ như này thì chưa thể nào kịp được. Thế này quân đội của Potos, vâng, đang để Stalker đứng đây. Đang có một cái bẫy Widowmine. Ôi rồi, vâng, lại đơ hình rồi. Thế là mấy cái máy của anh kia đang làm gì? Chúng ta thấy rằng màn hình của game thủ TY vẫn đang thi đấu. Vâng, vẫn đánh bình thường, hết sức bình thường luôn. Ra thấy cái thao tác tay và thao tác điều khiển của anh ấy. Trong khi đó thì các anh bình luận viên của chúng ta thì không có cái gì cả. Vâng, cả ba anh ấy cùng chung châu đầu và cái màn hình game. Là vãi. Trong khi đó thì ba anh luận viên tiếng Anh thì thế nào chưa các bạn? Ba anh đang cầm ba cái micro. Tôi thấy lạ nhỉ, tại sao lại phải thế nhỉ? Tại sao lại có chuyện đeo ba tai nghe và sau đó cầm ba cái micro để làm gì nhỉ? Ba headphone của ba anh này đều có micro mà tại sao lại phải cầm micro để chém gió? Lạ lùng. Vâng, combat mà diễn ra rồi. À không, đây là chúng ta không phải là trong game mà chúng ta đang quay lại màn hình của game thủ ạ. Đây màn hình game thủ của game thủ nào? Đây là của anh Potos. Vâng, stop đang put thẳng vào vị trí mỏ thứ 4 của đối phương. À đây là mỏ thứ 5 rồi. Đây là mỏ thứ 5 nhưng không phải mỏ 4 nữa rồi. Chúng ta thấy quân đội, vâng, Porto đang warp quân ra từ xa rồi bạn. Thêm cả gì đây? Vâng, chúng ta không nhìn thấy thao tác tay của anh Stock đâu. Anh đang micro Stalker đã blink ra phía sau rồi. Zealot đang lao lên chém rất phổ báo đó bạn. Vâng, bây giờ lao lên rồi. Tôi thấy hình như tôi vừa nhìn thấy xác của con Immortal. Vâng, warp rất nhiều Zealot ở vị trí góc này. Bắt đầu lao lên ở vị trí này rồi. Zealot cần phải lại rút trở về vị trí phía sau. Chúng ta thấy hiện nay cả 4 mỏ của Porto đang khai thác rất nhiệt tình. Bởi quân đội của Porto lại đang mặt ở vị trí mỏ bên này và không được phải lại rút trở về rồi. Vâng, Zealot lên quá muộn nên Porto cần phải chờ thời cơ
trận sau thì bạn. Vâng, thời điểm sau thì mới bắt đầu lao lên. Phút trận này đã có bắt đầu mỏ thứ 5, mình đã tiến hành khai thác ở vị trí mỏ thứ 5 rồi. Tôi thấy là lúc tôi thấy rằng lúc nãy vâng con Colo đã được group vào rồi, tại sao vẫn chưa đưa con Colo lên đây để mà chuẩn bị combat tiếp nhỉ? Đây hai con Colo rồi. Vâng, cần phải có thêm số lượng Colo thêm nữa. Tăng Tiếc đang có mặt ở vị trí mỏ vàng. Chúng thấy rằng hiện nay vâng đây rồi, lao lên. Ok ok. Vâng. Chúng ta có thể thấy là cả TY và cả Stock thì đều đang chơi on low. Đấy, các bạn nào mà đang có máy cấu hình thấp thì các bạn cũng có thể là chia sẻ cái niềm cái nỗi buồn này với cả các game thủ Hàn Quốc, tại vì đối với họ thì cái on low này nó mới là cái thứ giúp cho chúng ta có thể là thi đấu một cách gọi là đúng phong độ nhất thưa bạn, tại vì đồ họa nó không có quá lằng nhằng, chúng ta nhìn là nhìn rất chuẩn luôn. Và hiện nay quân đội của Stock bắt đầu push sang vị trí phía này rồi. Vào luôn không? Vâng, vào luôn rồi. Anh TY đã nhấc mỏ đi chỗ nào chúng ta chưa biết nữa. Bố Tốt tiếp tục qua thêm quân ra. Vâng, toàn di lọt rồi. Thời điểm này late game rồi. Bố Tốt cứ toàn di lọt thấy đủ. Ô, một pha drop ở vị trí mỏ thứ 5 này không được rồi. Pha drop này vẫn có vẻ có khá nhiều Mauder với cả Marine ở đây. Tôi nghĩ rằng với cái việc mà có nhiều Mauder này steam lên mà phá nhà thì cực kỳ khủng khiếp các bạn. Rất may Colo đã có mặt ở vị trí góc bên này rồi. Vâng, đang bắt đầu quét rồi. Giật một pha blink vào bắt Mevac. Bắt được không? Ôi không được, ôi chấm máu rồi. Tí thì bắt được. Vâng, Stalker warp ở vị trí mỏ thứ 4 rồi. Và bây giờ Colo đang bắt đầu đục kéo về vị trí mỏ thứ 4 cho mình. Không biết là con Mevac đạn nó đang ở đâu nữa. Vâng, Stalker được điều động ở góc này để đảm bảo rằng đối phương không quay trở lại mỏ thứ 4 thêm một nữa. Stock đang bắt đầu góp thêm quân ở khắp nơi. Mình chúng thấy hiện nay xem nào. Vâng, mỏ bên này vẫn bình thường và anh đang đặt cho mình can đông để có thể phòng ngự thưa bạn. Vâng, còn đây là màn hình của anh TY. Anh ấy đang đặt lại mỏ thứ mấy kia? Kia là mỏ thứ 5 cho mình, hình như anh ấy vừa mất mỏ rồi. Các bạn có thể thấy là màn hình máy chuyển liên tục, đảo liên tục. Tôi nhìn màn hình có mắt quá. Các bạn thấy đấy, ui giời, vâng. Command Center of the Command bay loạn trời luôn. Tôi nhìn màn hình của TY, tôi nhìn thấy được mấy cái con Mevac nó đang đứng ở góc hướng 7 giờ kìa. Đấy, vừa nói xong. Đó, chuẩn bị lao vào mỏ kia thêm lần nữa này. Bố Tốt, vâng đây rồi, con SCV nhìn thấy quân đội bố Tốt rồi. TY gọi ra toàn là Mulay ở cái vị trí mỏ thứ 5 để khai thác. Và thêm cả Turret cắm ở đây để phòng ngự trước DT nữa. DT rất nguy hiểm thưa bạn, luôn có phải cẩn thận. DT một pha scan thấy quân đội của bố Tốt di chuyển rồi. 20 bắc bắt đầu quay trở về rồi. Ô, vẫn vào đây. Vâng, đứng ra đây mà hồi máu thôi. Hồi máu xong đã xong bắt đầu thích làm gì làm. Này bố Tốt đang đứng ở vị trí phía bên này. Vâng, ở vị trí gần mỏ thứ 3. Bắt đầu hồi máu xong rồi bắt đầu di chuyển ra đâu kia. Quân đội của Stock bắt đầu di chuyển vào góc bên này rồi. Ok. Đây là quân màn hình của Stock ạ. Một pha blink lên rồi. Hiện nay quân đội của một pha Stock thôi xong rồi. TY mất hết Viking ở đây mất rồi. Ôi rồi, tôi nhìn thấy Viking nằm xuống rồi. Hiện nay quân đội của Stock đang bắt đầu warp quân ra ở vị trí mỏ thứ 5 để phòng ngự ạ. Vâng, một phát Ghost đã EMP thành công và hai timeline vẫn đủ phát Storm. Colo bốc hơi rồi. Vâng, một phát Storm luôn. Ui rồi, hai bên EMP là lẫn nhau. Quá khủng khiếp thưa bạn. Bây giờ sao đây? Tedan đã phá ra một cái vị trí mỏ ở hướng góc bên này rồi. Mỏ thứ 5 của Potos đã mất rồi. Potos đã bắt đầu kéo quân ở đây. Không được rồi, Potos của ta mất con Colo rồi. Bây giờ sao đây? Stalker với cả ui một pha phong phi. Vâng, Stock đã có một pha phong phi rất đẹp rồi. Hiện nay quân đội của Tedan bị kẹt ở vị trí phía dưới mỏ 2. Bên bay của Tedan hiện nay đang là đầy áp Potos. Vâng, đang có vẻ là đang không biết là mỏ nào, mỏ này là mỏ của bên nào rồi. Có thấy hiện nay vâng, Tedan đã nhấc hết tất cả quân đội của mình ra ngoài mỏ. Này Command Center of the Command này rồi Barak phải rút hết ra ngoài rồi, những cái nhà nào không bay được là coi như bỏ lại luôn. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là với cái việc bỏ lại này thì Potos cũng ta độc chiếm hoàn toàn cái mỏ của chính của Tehran rồi. Bạn thấy là quá nhiều giọt ở vị trí phía bên trong bên bay của anh ấy. Potos đang warp thêm quân ra ở vị trí mỏ thứ 5 để đảm bảo rằng đối phương không thể nào có thể là tấn công mỏ thứ 5 của mình thêm một lần nữa. Vâng, một pha blink lên. Vâng, không biết là blink làm gì, tôi thấy blink hơi bị thừa. Tuy nhiên bây giờ là sao đây? Vâng, Colo đang có mặt ở vị trí góc bên kia. Vâng, hai con Colo rồi, lại hai con Colo nữa. Potos cần phải đưa thêm hai con Colo lên trên thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ bây giờ là tốt nhất là đưa nó lên sớm thôi. Chứ đừng có để nó đứng nhà nữa. Đây là của game thủ TY. Chúng ta thấy rằng TY hiện nay nó có còn khoảng tầm 2 mỏ thôi. Một mỏ phía dưới này đang khai thác. Vâng, bố tôi đã đưa quân vào phía bên góc bên này rồi. Hai tem là một pha Storm Ghost không kịp EMP rồi. Một phát Storm nữa thôi xong rồi. Quân đội Ghost đang đứng, con Ghost đang đứng ngay phía trong EMP luôn. À, trong cái pha Storm. Tôi nhầm ạ. Hôm nay quân đội bố tôi đang tấn công ở vị trí góc bên này. Vâng, Stalker bằng quá hổ báo. Ok, quân đội bố tôi tấn công thẳng từ vị trí phía trên xuống. Di chuyển qua Barak rồi. Vâng, GG rồi. Và chúng ta nhìn thấy màn hình của TY đã gọi GG rồi. Vâng, xin chúc mừng Stock.
Như vậy là anh ấy đã có thể là giành chiến thắng trong một trận đấu Terra tiếp theo. Như vậy là anh ấy đã có 3 chiến thắng với cả Terra rồi. 3 chiến thắng và 3 thua rồi. Và xin chúc mừng Stock. Stock luôn luôn cảm thấy rất vui khi mà đối đầu với chi mà chiến thắng trước các cái game thủ Terra như này. Đặc biệt là các Terra của team KT Roster. Tại vì họ có Stock, họ có Flap thôi bạn. Có thể nói là gọi là gì nhỉ, trận đấu hai đối thủ của nhau từ thời bút vua rồi. Đến tận bây giờ team này vẫn cạnh tranh nhau, Stock với cả Flap. We need to make a push for more first person views. Like, you know, in Brood War, they would often just see for like 3 to 10 seconds one person's first person view while they were micering or while they were macroing for just a few seconds here and there. I would love to see that more often, in fact. Hello, hello. Và chúng ta chuẩn bị ngơi ít phút chưa đến với cả game đấu thứ hai thôi, thưa các bạn.